Nhìn nào đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Đang quay đó, hay vậy lắm. Chào mọi người, ngày hôm nay thì công ty Xenosolite tiếp tục nhận được một cái đơn hàng khủng từ khách hàng ở Đồng Nai nè mọi người. Đây là 20 cái bộ đèn sân vườn UFO công suất 500W ánh sáng màu vàng. Thì với cái mẫu đèn này là một cái mẫu đèn mà chuyên dùng cho những cái công trình để lắp đặt ở những công viên này cũng có, lắp đặt khu nghỉ dưỡng cũng có. Thì hiện tại là khách hàng của My đang mua về lắp đặt khu nghỉ dưỡng ở Đồng Nai á. Thì với cái mẫu đèn này thì đang là cái ánh sáng màu vàng. Tí nữa đây thì My sẽ nhờ mấy anh đóng hàng kiểm tra xem là những cái mẫu đèn này nó có độ sáng tốt hay không, hoạt động bình thường hay không. Thì ngày mai em bắt đầu giao cho khách nha. Thì đây là một cái mẫu đèn chuyên dùng để chiếu sáng sân vườn nè, hoặc là dùng để chiếu sáng những cái công trình như là dùng để lắp đặt ở những công viên công cộng vân vân. Thì nó sẽ cho ra một cái màu ánh sáng lan tỏa ra rất là đẹp và tỏa rất là đều luôn nha, theo hình tròn đó mọi người. Và đây là một cái chiếc đèn công suất 500W thì cái dung lượng pin của nó cũng rất là lớn, lên tới là 36.000 mAh, đủ đảm bảo quý khách sử dụng xuyên đêm mà không có bị tắt giữa chừng. Và với những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời ánh sáng vàng thì thường sử dụng cho các công trình chiếu sáng kiểu như là trang trí là nhiều, bởi vì là cái ánh sáng của nó rất là ấm và đẹp luôn. Nhìn rất là đẹp ha. Và với cái mẫu này thì nó cũng sẽ có cái tấm pin nằm liền luôn ở bên trên của cái đèn, giúp cho chiếc đèn có thể sạc được nhanh hơn, nạp được năng lượng tốt hơn trong những ngày trời ít nắng nhiều mây. Bởi vì là khi mà nạp cái nguồn năng lượng vào tấm pin thì nó sẽ xuống trực tiếp phần pin lithium ở dưới luôn, nên là nó rất là nhanh ha. Đèn được chia làm 5 cái OLED. Trong đây thì nó có rất là nhiều chiếc led nhỏ bên trong luôn, cho nên là cái độ chiếu sáng của nó khi mà bật lên nó cũng rất là tốt. Đây là cũng còn khoảng hơn 10 cái nữa là xong rồi mọi người. Thì tất cả những cái công đoạn như là kiểm tra đèn, bật đèn có sáng lên hoạt động bình thường hay không và dán tem bảo hành thì ở sản phẩm nào công ty Xenosolite cũng đều có làm hết, chứ không phải là khi quay clip mới làm đâu nha. Và khi mà quý khách mua đèn tại đơn vị của chúng tôi thì chúng tôi sẽ lưu thông tin quý khách hàng. Cho nên là nếu mà có bất cứ vấn đề gì trục trặc về đèn, khách cứ gửi về công ty, chúng tôi sẽ kiểm tra bảo hành cho quý khách nhanh chóng nhất. Và đây là một cái vị khách hàng cũng đã từng mua ở bên công ty là 30 cái bộ đèn UFO 150W để lắp đặt ở một cái khu Vũng Tàu. Còn bữa nay thì ảnh mua thêm 20 cái nữa để lắp đặt ở khu nghỉ dưỡng ở Đồng Nai. Và bây giờ thì sau khi mà kiểm tra hàng xong rồi thì bây giờ chúng tôi sẽ chất lên xe trước để sáng ngày mai có thể giao sớm cho vị khách hàng đó luôn. Thì 20 bộ nó cũng rất là gọn, chỉ cần chiếc xe hơi 7 chỗ nó có thể chở được rồi mọi người ạ. Và đây là những cái chiếc đèn khi mà đến tay khách hàng nè mọi người. Đây cái khu vườn của nhà khách này cũng khá là rộng ha. Đó, rất là rộng luôn. Quá trời cây luôn, quá trời đẹp luôn mọi người ha. Đúng là khu nghỉ dưỡng luôn á. Đây cái đèn 150W lúc trước em bán cho khách nè mọi người, thấy không ạ?